Hôm nay ta lại sửa tiếp một cái bộ máy lạnh Mitsu các bạn ạ. Mình mới nhận được và bạn này vẫn nói là nó không chạy máy nén. Và bây giờ mình đang test đây thì nó đang báo lỗi trên bộ cục trống. Còn bộ dàn lạnh thì nó không báo lỗi nha các bạn. Đấy. Và ta sẽ đếm nhịp ở trên cái bộ cục nóng. Các bạn để ý trên bộ cục nóng có một cái đèn đỏ nha. Đấy. Đèn đỏ này đang chớp như thế này là nó đang báo lỗi, thì ta đếm xem bao nhiêu nhịp. Nếu nó chạy tốt là nó không có nháy đèn như thế này nha. Đây chúng ta đếm. Hiện tại là mình đếm được là 12 nhịp. Đây các bạn đếm lại 1, 2, 3, 4. Đây các bạn đếm theo với mình nha. Đấy. Và khi chúng ta đã biết được cái nhịp của nó và mình đã tháo nó ra thì ở trên đây có côn trùng vào nha các bạn. Và mình sẽ thay IC này. Đấy. Cái IC này chúc mình có để vô một số lại cho bạn xem. Nếu hiện tượng 12 nhịp này chúng ta từng kiếm những cái đường chân của cái con IC này đi đến đâu, về IC công suất, rồi về đến IC điều khiển. Đấy, chỉ có mấy chân qua mấy nền trở nha các bạn. Các bạn để ý cái phần này nha, vì video mình sẽ làm rất là ngắn, chỉ có 2-3 phút thôi. Cho nên đỡ làm mất thời gian đó các bạn, nếu bạn để ý. Thì ta muốn kiểm tra được cái này thì ta chứ kiểm tra cái chân của nó, của con IC đó. Và khi mình làm xong thì chờ ta sẽ test nhá. Thế các bạn nhìn thấy cái đèn đó là nó không có chớp nữa nha. Đấy, lốc chạy nó không có chớp. Đây là cái lỗi 12 nhịp của trên bộ cục nóng của cái máy lạnh Mitsu. Đấy, khi máy nó chạy bình thường là nó không có chớp đèn. Đấy, các bạn để ý kỹ này nha. Đấy, các bạn nào mà cần hỗ trợ thì cứ comment ở phía dưới video. Đấy, rồi bên mình sẽ phản hồi lại hỗ trợ các bạn. Đây đấy, zoom lại cho các bạn thấy này. Đấy, máy vẫn đang chạy và đèn này nó không có nhịp nhá. Nhịp nó báo lỗi. Đấy, như cái máy này là 12 nhịp. Chớp 12 nhịp. Đấy, vậy là nó chạy ok. Đấy, video chúng ta đến đây là ta sẽ tạm dừng. Mai rảnh chúng ta sẽ ra những video mới tiếp theo.